Mẹo lý thuyết 600 câu hỏi trong sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, phần cấu tạo sửa chữa. Các bạn nhớ giúp mình mẹo này nhé. Động cơ, truyền lực, bôi trơn, kính, chọn đáp án 1. 4 kỳ, ly hợp, chọn đáp án 2. Hộp số, đèn phanh, gạt, bánh, lái, chọn đáp án 3. Sau đây chúng ta cùng trung tâm lái xe Hà An thực hành nhé. Câu hỏi 285, hãy nêu công dụng của động cơ xe ô tô. Ta để ý có từ khóa là động cơ. Vậy ta chọn đáp án 1 là đáp án chính xác. Câu hỏi 286, hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của xe ô tô, có từ khóa là truyền lực, vậy ta chọn đáp án 1. Câu hỏi 282, công dụng của hệ thống bôi trơn đối với động cơ ô tô, có từ khóa bôi trơn, vậy ta lại chọn đáp án 1 là đáp án đúng. Câu hỏi 274, kính chắn gió của xe ô tô phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Có từ khóa là kính, vậy ta chọn đáp án 1. Câu hỏi 281, thế nào là động cơ 4 kỳ? 4 kỳ ly hợp, chọn đáp án 2. Câu hỏi 287, hãy nêu công dụng ly hợp, côn của xe ô tô, 4 kỳ ly hợp, chọn đáp án 2. Câu hỏi 288, hãy nêu công dụng hộp số của xe ô tô. Hộp số đèn phanh gạt bánh lái, chọn 3. Câu hỏi 291, đèn phanh trên xe mô tô có tác dụng gì dưới đây? Từ khóa, đèn phanh, vậy ta chọn đáp án 3. Câu hỏi 279, gạt nước lắp trên ô tô phải đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật nào dưới đây? Có từ khóa gạt, vậy ta chọn đáp án 3. Câu hỏi 275, bánh xe lắp cho xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào dưới đây? Từ khóa là bánh, chọn đáp án 3. Câu hỏi 289, hãy nêu công dụng hệ thống lái của xe ô tô, có từ khóa là lái, vậy ta chọn đáp án 3. Các bạn có thấy dễ không ạ? Các bạn có câu hỏi gì về bằng lái xe hãy nhanh tay inbox cho trung tâm nhé. Cảm ơn các bạn.